cái tiếng bồ nghe đã nè mày. Đúng nổ luôn rồi. Cái máy à, cái máy cái hơi nó chắc anh em, nổ ra cái tiếng đó là đúng tiếng đó luôn. Mặt chạch mặt chạch 135 là nổ như vậy cỡ đó. Xe này giá có 19 triệu anh em ơi. Biển số Kiên Giang dòng Ghiền. Anh em hồ sơ xin tiền. Giá này thì cỡ chiếc Alpha phải. Cỡ chiếc Alpha Seawood trong hãng. Xe này thì có độ bền đó thì thôi đó. Wow, combo là ok anh em. Xe này cái bô này là cái bô này như là mới luôn nè. Đó, cái bô anh em thấy không? Ủa. Trên này thấy cũ quá nè. Bô đẹp quá vậy ta. Cổ bọng rồi nè anh em dòm nè. Lóc xương zin nè anh thấy không? Dàn áo thì cũng có chạy chỗ lay gai. Chấp nhận được thôi. Ẹt thì nó chuyên gia. Chuyên gia mấy chỗ này. Chỗ cái đuôi đó hai bên luôn. Được cái máy im ngon, sơn bạc zin, chưa có bóng tốt. Giá tốt 19 triệu. Máy nổ chuẩn. Áo thì có chạy mình không nói rồi anh em. Nhưng mà vẫn chấp nhận được thôi. Để lâu quá, mấy xe này cầm đứt. Xe tiệm cầm đồ luôn. Đóng nghe nó lại. Ồ, đóng nghe nó lại, gati nhỏ xíu luôn. Nãy giờ nổ lần bừng rồi, mình mở nghe nha anh em. Cái dòng này, dòng da này mà xăng cơ thì đậu qua đêm thì khi mà khởi động thì tốt nhất anh em tháo nghe ra nghe. Cái nghe này mình xài thường xuyên anh em, nó không bị cứng. Còn anh em mà ít xài quá nghe nó cứng đó. Lâu ngày anh em mở nó không lên nổi đâu. Này dặn ganti nó lên chút xíu là nổ, không nghe tiếng vọng. Hả? Ganti. Thấy chưa? Quá đã luôn. Máy zin nha anh em. Đó anh em dòm nè. Giá này mà không chơi chơi xe nào anh em. Mua về làm bộ tâm chùm đi Noel luôn. Ok. Ha, tâm chùm thì máy này nó dán hết trơn luôn. Đó, máy nó nổ chuẩn ghê cho anh em. Đèn đốm nó không chế cháo đâu, còn zin cho nè. Rồi, anh em chốt thì alo nhé.